Xin chào tất cả các em và chào mừng các em đã quay trở lại với lời giải 2.com. Trong khuôn khổ của Unit 7, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 French Global ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu bài tiếp theo, đấy là bài 7D về chủ đề ngữ pháp, Reported Speech, tức là câu gián tiếp nhé. Rồi, mình sẽ vào ngay bài học đầu tiên này. Read the text opposite. Do you think the twin sisters have a special connection? Or are there other explanations? Give reasons for your opinions. Trong bài này thì mình sẽ phải đọc đoạn văn ở đối diện. Đây, đoạn này ha. Bạn có nghĩ rằng là hai chị em sinh đôi có một mối liên hệ đặc biệt hay có những cách giải thích nào khác và đưa ra lý do cho ý kiến của mình? Rồi mình sẽ có bài văn tên là A Special Connection. Một sự kết nối đặc biệt. Beth and her twin sister Harriet are convinced that they are able to share experiences and feelings without seeing or speaking to each other. Beth và chị gái song sinh Harriet tin rằng họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc mà không cần nhìn thấy hoặc nói chuyện với nhau. Here's what Beth says. Đây là những gì mà Beth đã nói. Last year, I was on a working holiday with Harriet. Năm ngoái, mình đã có một kỳ nghỉ đi leo núi với Harriet. She told me that her right ankle was hurting, but she didn't know why. Chị ấy nói với mình rằng là mắt cá chân phải của chị ấy bị đau, nhưng mà lại không biết là tại sao. She said she hadn't twisted it or anything, but told me she couldn't put any weight on it. Chị ấy nói rằng là chị ấy không vặn nó hay làm bất cứ thứ gì, nhưng chị ấy nói với mình rằng chị ấy không thể đặt bất cứ một vật nặng nào lên chân. About a minute later, I suddenly felt a sharp pain in my right ankle. Khoảng một phút sau, mình đột ngột cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân phải của mình. On another occasion, I told Harriet that I had watched a really good video clip on the internet the day before. Vào một dịp khác, mình đã nói với Harriet rằng mình đã xem một clip rất hay trên mạng vào ngày hôm qua. I said that I would send her link to the website where I found it. Mình nói là mình có thể gửi đường link đến trang web mà mình đã xem và đến trang web mà mình đã tìm thấy nó. I told her she must watch it. Và tôi nói rằng là mình đã nói rằng là chị ấy phải xem nó. Imagine my surprise when she said she had some across the same clip at the same time. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của mình khi mà chị ấy nói rằng chị ấy đã cùng xem một clip vào lúc đó. She said that after she finished watching it, she had thought about sending me the link. Chị ấy nói rằng là sau khi mà xem xong, chị ấy nghĩ đến việc gửi ngay cái liên kết đó cho tôi. Đó, tức là một cái sự liên kết rất là đặc biệt giữa hai chị em đúng không? Ok, thì cô sẽ viết câu trả lời của mình ra đây nhá. Đây sẽ là bài số 1 này. I think the twins. Can share the same feeling. And thinking the same feeling and thinking without talk to each other. Mình nghĩ rằng là cặp song sinh có thể cảm nhận, có thể cùng cảm nhận và suy nghĩ mà không cần nói chuyện với nhau. Đó, tức là họ có một sự liên kết rất là đặc biệt. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài số 2 này. Read the text again and study the highlighted examples of reported speech. What are the speaker's original words? Complete the table with the correct tenses for the direct speech. Đọc lại bài đọc và nghiên cứu các ví dụ được tô đậm của mỗi câu trần thuật hoặc là mỗi câu gián tiếp.
lời dẫn trực tiếp của người đó ấy là gì, đúng không? Hoàn thành bảng với thì đúng của câu chuẩn thuật, của câu trực tiếp á, đó. Thì mình sẽ có direct speech là câu nói trực tiếp, còn reported speech là câu nói gián tiếp. Ok, đây mình sẽ thấy là có các từ ví dụ như là was hurting, đúng không? Là thì quá khứ tiếp diễn này, didn't know thì quá khứ này, hadn't twisted không vặn nó, couldn't, had watched quá khứ hoàn thành này, would send quá khứ. Mình thấy là đoạn này bạn Beth, bạn ấy tường thuật lại lời của người chị Harriet rất là nhiều, đúng không? Đó. Đây, đặc biệt là đoạn này. Tất cả đoạn này, đúng không? Đó, thì đoạn nói vỡ, bị đau mắt cá chân đều là đoạn tường thuật lại lời của bạn Harriet. Rồi, ok, đầu tiên là mình sẽ có là đây là gì? Past simple reported speech. Trong khi mà lời câu gián tiếp nói về thì quá khứ đơn, đúng không? Ví dụ was, didn't know này. Đó, thì trong câu trực tiếp thì nó sẽ là thì hiện tại đơn, present simple. Thông thường thì mình sẽ đều lùi một thì. Đó, ví dụ past continuous là thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, thì câu nói trực tiếp sẽ là present continuous, là thì hiện tại tiếp diễn. Đó. Hiện tại tiếp diễn sang tường thuật lại thì sẽ thành quá khứ tiếp diễn. Past perfect là hiện quá khứ hoàn thành, thì nếu mà nói trực tiếp thì sẽ là present perfect, là hiện tại hoàn thành. Past perfect ở đây tiếp tục sẽ là câu số 4, past perfect là thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Thì ở đây mình sẽ có là past simple. Thì quá khứ đơn cũng sẽ có thể chuyển thành thì quá khứ hoàn thành ha. Câu số 5, could hoặc là couldn't thì sẽ là tường thuật lại của can hoặc là can't, đúng không? Would, wouldn't thì sẽ là tường thuật lại của will và won't. Đó. Rồi, đấy là bài tập số 2. Tiếp theo mình sẽ có bài số 3 này. Bài số 3, read the learn this box, match the underlying verbs in exercise in text with rules A to C. What are the speaker's original words? Đọc bảng learn this, nối các động từ đầu gạch chân trong đoạn văn với các quy tắc từ A tới C, những lời của người nói gốc là gì. Okay. Rồi mình sẽ có hộp thoại learn this về reported speech là câu gián tiếp. Đó, câu gián tiếp. The verbs do not usually change in reported speech. My, must, should, could, would like. Những từ sau thường không thay đổi trong câu gián tiếp hoặc là trong câu trần thuật. Might, chắc hẳn, must, phải, should, nên, could, có thể, đúng không? Would, sẽ, hoặc là would like, là muốn. The past perfect does not change in reported speech. Thì quá khứ hoàn thành không thay đổi trong câu gián tiếp. I never been there. She said she never been there. Câu trực tiếp sẽ là tôi chưa bao giờ ở đây, đúng không? I never been there. Đó, nó vẫn ở thì quá khứ hoàn thành. Và khi mà tường thuật lại là cô ấy nói rằng là cô ấy chưa bao giờ ở đây, thì mình vẫn dùng thì quá khứ hoàn thành. Đó. Verbs in subordinate clause in the reported sentence usually change in same way. Động từ ở trong mệnh đề phụ trong câu gián tiếp thường thay đổi giống với câu. Ví dụ là gì? I think I'm ill. Tôi nghĩ rằng là tôi bị ốm. He said he thought he was ill. Anh ấy nói rằng là anh ấy nghĩ mình bị ốm. Đó, tức là cái vế đằng sau này nó sẽ được giữ nguyên ha, tức là nó vẫn có hai vế bình thường. We always use a personal object with tell. With say, we do not need a personal object. Với từ ta luôn dùng tân ngữ với từ tell, còn với từ say thì không cần. Ví dụ như là I told Joe that our phone. Tôi nói với Joe rằng là tôi đã gọi điện.
I set that out for. I set to Joe. Tức là mình set thì mình sẽ không cần phải dùng là to một ai đó, nhưng mà told thì chắc chắn là phải có tân ngữ ha. Nếu mà không có tân ngữ nó sẽ bị sai. Còn set thì không có tân ngữ, có hoặc không đều được. Đó. Và cuối cùng mình có e này. We often omit that in reported speech. Chúng ta thường lược bỏ that trong câu tường thuật. He said he called you. Anh ấy nói là anh ấy đã gọi bạn. Thì mình có thể thường thì ở đây nó sẽ có that thì sẽ là một câu đầy đủ á. He said that, anh ấy nói rằng là anh ấy đã gọi cho bạn. Nhưng mà mình có thể lược bỏ từ that đi ha, không cần thiết. Rồi, rules are ở đây thì mình sẽ có đoạn nào nhỉ? Là những cái từ thường không thay đổi ở trong khi mà mình chuyển sang câu gián tiếp thì nó cũng không thay đổi. Ví dụ như là she said that, đúng không? Wait, đây. She must watch it. Đó. She must watch it thì đây sẽ là A ha, she must watch it. Tiếp theo mình sẽ có B là gì? Quá khứ hoàn thành thì sẽ không thay đổi ở trong thì quá khứ đơn. À sorry, trong lời nói gián tiếp. She'd finished watching it. She finished watching it này ha. Đây sẽ là B này, she finished watching it. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có ý C, đấy là các vế đúng không? Các vế của mệnh đề phụ. Đó, I found it, where I found it. Đó, thì đây sẽ là C ha. Rồi, đấy là bài số 3. Mình sẽ chuyển sang bài số 4 nhé. Circle examples in the text of rules D and E. Hãy khoanh tròn các ví dụ trong bài về quy tắc D và E. Quy tắc D và E đúng không? Đấy là tell thì không cần cần có tân ngữ. Còn we đúng không? Say thì cần không cần tân ngữ, còn tell thì sẽ luôn luôn cần tân ngữ. Đó, she told me that. D ha, đầu tiên là mình sẽ dùng D sẽ làm bút mồng này ha. Còn E thì cô sẽ dùng bút chì. Đó, D thì cô sẽ gạch bằng bút này. She told me đó, told me này. Told me này, bắt buộc sau told phải có me này thì đây sẽ là cô sẽ đánh dấu vào đây là D này. She told me that. Là gì? She said she hadn't. She said này, đó cô ấy nói rằng, nhưng mà sau đó thì không cần tân ngữ, sau đó chủ ngữ luôn. She said she hadn't thì đây vẫn là D nhá. Tiếp theo mình có gì nhỉ? But told me, but told này, told lại phải told me này, đó thấy chưa? Rồi tiếp theo là gì? I told Harriet. I told này, told phải có Harriet. Harriet ở đây chính là tân ngữ nhá. Đây sẽ là D này. That I watched a really good video clip on the internet. I said that. Đó, said sau đó lại có mệnh đề luôn ha. Đó, không cần I said to her that, mình chỉ cần nói I said that là người ta sẽ tự hiểu rồi. Đó, I tiếp tục này, I told her. Đó, nói với cô ấy thì phải có tân ngữ her ở đây. Rồi, tiếp theo nữa mình có không? She said, cô ấy nói rằng. Ok, tiếp lại có she said rất là nhiều đúng không? Đó. Ok. Mình thấy là rất là rõ ràng là sau said thì mình không cần dùng tân ngữ. Còn sau talk đúng không? Thì chắc chắn sau talk, sau tell thì phải dùng tân ngữ. Tiếp theo nữa, rules E. Đấy là thường lược bỏ mất that. Đây, ví dụ như là she said she. Đây. Đây thường sẽ là she said that thì sẽ là đủ đúng không? Nhưng mà đây mình sẽ thấy là cô ấy đã lược bỏ mất that đi rồi. Đó. But told me she couldn't tell me that đúng không? Told me nói với tôi rằng, nhưng mà mình đã lược bỏ mất từ that ở chỗ này. Đó, told me that. Rồi tiếp theo mình sẽ có là gì? I told her she must watch it. I told her đó, chỗ này đáng lẽ có thể là sẽ có that ở đây, có thể là có ở đây nhưng người ta lược bỏ đi mất rồi. Hoặc là gì? She said she had, đúng không? Đã có thể là she said that she had come across. Cô ấy nói rằng là cô ấy cũng đã xem, tình cờ lướt qua cái video đó cùng một thời điểm. Đó, thì người ta lược bỏ mất that đi nhá. Rồi đấy là bài số 4, mình sẽ chuyển sang bài số 5 này. Read the lookout box.
Underline examples of changes to pronouns, positive, possessive adjectives, and reference to time in the text in exercise 1. Đọc bảng chú ý, gạch chân các từ về sự thay đổi của loại từ, tính từ sở hữu và các tham chiếu về thời gian trong văn bản ở bài tập số 1. Rồi mình sẽ có, đây, các em sẽ làm phần look out ha, phần chú ý này. Pronouns, possessive adjectives and references to time and clause usually change in reported speech. Đại từ này, tính từ sở hữu và các tham chiếu về thời gian nơi chốn thường thay đổi trong câu gián tiếp. I'll phone you tomorrow, he said to me. Tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai, anh ấy nói với tôi. He told me that he phoned me the following day. Anh ấy nói với tôi rằng là anh ấy sẽ gọi cho tôi vào ngày hôm sau. Rồi mình sẽ cùng phân tích là đây có những gì thay đổi. Đầu tiên là tomorrow đúng không? Ngày mai. Thì ở đây mình sẽ đổi xuống thành the following day. Đó, the following day. Okay. I told you. Đây sẽ thành he đúng không? Đó, mình thấy là chủ ngữ đã thay đổi đúng không? Tính từ sở hữu thay đổi và những cái từ chỉ thời gian cũng thay đổi. Ví dụ ở đây mình sẽ có now. Thì nếu mà now ở trong câu trực tiếp thì sẽ dùng là now, nhưng mà sang câu gián tiếp thì sẽ là then hoặc là at the moment. Đó. Ngay bây giờ thì chuyển thành ngay lúc đó. Today, ngày hôm nay thì sẽ chuyển thành that day, hôm đó. An hour ago, một tiếng trước thì sẽ chuyển thành an hour earlier hoặc là an hour before, một giờ trước đó. Yesterday, ngày hôm qua thì sẽ trở thành the day before hoặc là the previous day, ngày hôm trước. Mình sẽ có last Tuesday, last month, last year, thứ ba tuần trước, tháng trước, năm trước thì sẽ trở thành the Tuesday, the month, the year before. Đúng không? Last thì mình sẽ hay chuyển thành before. Đó, tomorrow, ngày mai thì sẽ trở thành the following day, ngày hôm sau, the next day, ngày hôm sau. Next week, next month thì mình sẽ thành the following week, the following month. Next thì mình sẽ hay dùng the following, đúng không? Last thì sẽ thành before. Đó. Here, ở đây thì sẽ thành there, ở đó. Rồi, ok, mình sẽ thấy là có rất là nhiều sự thay đổi ở trong bài văn ở phía trên, đúng không? Đó, thì cô sẽ viết ở đây nhá, Nam này. Mình sẽ có thấy sự thay đổi ở trong pronouns, ở trong đại từ nhá. Là gì? I thì chuyển thành she đúng không? Ví dụ như là khi mà Harriet nói chuyện với Beth thì sẽ xưng là I, nó xưng là tôi, xưng là chị. Nhưng mà khi mà Harriet, khi mà Beth kể lại câu chuyện này thì sẽ dùng từ she. Đó. Tiếp theo mình sẽ có là gì? Possessive. Adjective. Mình sẽ có là gì? My chuyển thành her, đúng không? Rất là nhiều từ her. Và cuối cùng là gì? References to time. Thì mình sẽ có cụm gì nhỉ? Yesterday thì sẽ chuyển thành the day before. The day before. Rồi, đấy là bài số 5. Tiếp theo mình sẽ có bài số 6 này. Rewrite sentences in repeated speech. Imagine that speakers were talking to you. Hãy viết lại những câu sau ở dạng gián tiếp. Hãy tưởng tượng rằng là người nói thì đang nói chuyện với bạn. Rồi, ok, mình sẽ có câu 1 người ta đã làm ví dụ cho mình rồi này. My gì? I'll call you when I get back this evening. Tớ sẽ gọi cho cậu khi mà tớ quay lại vào tối ngày hôm nay. Maisie nói. Maisie said she would call me when she got back that evening. Maisie nói là cô ấy sẽ gọi lại khi mà cô ấy quay lại vào tối ngày hôm đó. I might disable data roaming when I go abroad next week, said Joel. Joel nói rằng là anh ấy sẽ phải tắt chuyển vùng dữ liệu khi anh ấy đi nước ngoài vào tuần sau đó.
I hadn't topped up my mobile since last month. Tôi không nạp tiền điện thoại từ tháng trước rồi, Freddy nói. You mustn't let your battery run down, said my mom. Con không nên để pin của mình bị cạn kiệt, mẹ tôi nói. Liam saved your number to his book, to his phone book. Liam đã lưu số điện thoại của cậu vào cuốn sổ của anh ấy. Sally nói, this time next week I'll be flying to Prague. Giờ này tuần sau thì tôi sẽ bay tới thủ đô Prague. Tom nói, đúng không? Rồi ok, thì bây giờ cô sẽ viết các câu lại ha, theo lời nói gián tiếp ở đây của mình. Đây thì mình sẽ có là bài số 6 câu 1 này. Sorry, câu 1 thì họ đã làm sẵn cho mình rồi. Mình sẽ làm từ câu 2 ha. Joe said that he might disable data. Roaming when he went abroad. The following week. Joe nói rằng là anh ấy sẽ phải tắt chuyển vùng dữ liệu khi anh ấy đi nước ngoài vào tuần sau. Câu số 3 này. Freddy said. He hadn't topped up his phone. Since the previous month. Fred nói rằng là anh ấy đã không trả tiền điện thoại từ tháng trước đó. Số 4 này. My mom told me that. I mustn't let my battery run down. Mẹ tôi nói rằng là tôi không được để điện thoại hết pin. Câu số 5 này. Sally told me that. Liam had saved. My number to his phone book. Sally nói rằng là Liam đã lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ của anh ấy. Và cuối cùng câu 6. Tom said time the following week. He would be flying to Prague. Nói rằng là vào thời điểm này của tuần sau đó anh ấy sẽ bay tới Prague. Ok.
Đây là bài số 6 ha. Mình sẽ có bài số 7 này. Write answers to these questions. Hãy viết cho câu trả lời cho những câu hỏi sau. Where did you go last summer? Bạn đã đi đâu kỳ nghỉ hè năm ngoái? What are you doing this evening? Bạn sẽ làm gì tối nay? Can you write with both hands? Bạn có thể viết bằng cả hai tay không? Could you walk before you could talk? Bạn có biết đi trước khi biết nói không? What are you going to do at the weekend? Bạn định làm gì vào cuối tuần này? Have you been to Italy? Bạn đã tới Ý bao giờ chưa? What time do you usually get to school? Bạn thường tới trường lúc mấy giờ? Okay, cô sẽ viết câu trả lời của bài số 7 nhá. Đây là bài số 7 này. Mình có câu số 1 ha. Số 1. I went to London last summer. Tôi đã tới London kỳ nghỉ hè năm ngoái. I'm going to watch a new film tonight. Tôi sẽ xem một bộ phim mới vào tối nay. I can write with both hands. Tôi không thể viết bằng cả hai tay. Tôi biết nói trước, đúng không? Tôi biết đi trước khi biết nói. Câu 5 này. I'm going. To go for a picnic. With my family. Tôi sẽ đi dã ngoại với cả nhà. Câu số 6. I haven't been to Italy. Tôi chưa bao giờ tới Ý. Và câu cuối cùng. I usually get to school. I usually get to school at 7:30. At 7:30. Tôi thường tới trường vào lúc 7:30. Rồi, ok, đấy là bài số 7. Tiếp theo, bài cuối cùng của mình sẽ là có bài số 8 ha. Work in pairs. Ask and answer. Ask the questions in exercise 7. Note your partner's answer. Then work in groups and report your partner's answer to the group. Hãy làm việc. Đầu tiên là mình sẽ phải làm việc theo cặp, trả lời các câu hỏi ở trong bài tập số 7. Lưu ý câu trả lời của bạn mình, sau đó làm việc theo nhóm và tường thuật lại câu trả lời của bạn cho cả nhóm. Tức là bây giờ ví dụ mình đã có sẵn những câu trả lời mà mình vừa viết trong bài số 7 rồi, thì mình sẽ chuyển tất cả những câu này ha sang thể gián tiếp. Đó thì đó coi như là câu trả lời của partner của mình. Đó, mình sẽ chuyển nó sang thể gián tiếp ha. Rồi, ok. Đây cô sẽ có. Đây sẽ là bài bài số 8 này. Đó, câu 1 mình sẽ có là gì? Ví dụ ở đây cô sẽ thống nhất là mình sẽ dùng he hết ha. Nếu mà bạn mình là bạn gái thì mình có thể chuyển sang dùng she. Đó, nhưng mà ví dụ trong trường hợp này cô sẽ dùng là he ha. He said that he had gone to London. The summer before. Đó,
the last summer bây giờ đã chuyển thành the summer before, thì quá khứ đơn bây giờ thì đã chuyển thành thì quá khứ hoàn thành. Đó. Rồi. I thì đã chuyển thành he. Đó. Câu số 2 này. He said he was going to watch a new film. That night. Anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ xem một bộ phim mới vào tối nay. Câu 3 này. He said he couldn't ride with both hands. Anh ấy nói rằng là anh ấy không viết được bằng cả hai tay. Câu số 4 này. He said he could walk before. Oh my god. Before he could talk. Anh ấy nói rằng là anh ấy có thể biết đi trước khi biết nói. Câu 5 mình sẽ có là gì? He said he was going. Sorry các em, phần cô đang hơi bị hết rồi một chút. Mình sẽ thử phần bút này ha. He was going to go for a picnic. With his family. That weekend. Anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ đi cắm dã ngoại với gia đình cuối tuần đó. Câu 6 là gì? He said he hadn't been. To Italy. Cô ấy nói rằng là cô ấy chưa từng đến Ý bao giờ. Và cuối cùng câu số 7. He usually go to school at 7:30. Anh ấy nói rằng là anh ấy thường tới trường vào lúc 7:30. Ok, đây cũng là bài tập cuối cùng trong phần grammar của chúng mình ngày hôm nay rồi. Cũng mong rằng là ở nhà thì các em sẽ ôn luyện nhiều hơn về câu tường thuật, hay mình còn gọi là thể gián tiếp, đúng không? Đó, mong rằng là các em có thể nhuần nhuyễn được cách sử dụng của dạng nói này, bởi vì câu dạng nói này thì sẽ áp dụng rất là nhiều trong văn nói và cả văn viết nữa. Đó, thì cô sẽ mong rằng là gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Tạm biệt các em.